chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Đầu video, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và vui vẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay thì Tâm Tâm đang đi trên con đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, và nãy giờ thì tất cả mọi người cũng đã được nhìn ngắm những cảnh đẹp trên con đường này, đường đi từ ngoài Ninh Kiều để vào huyện Phong Điền ha. Và trong video này thì Tâm Tâm cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn về một cây cầu mới ở Cần Thơ, cũng vừa mới được khánh thành cách đây không lâu thôi. Đó chính là cầu Vàm Sáng, và Tâm cũng sẽ quay chi tiết cận cảnh về cây cầu Vàm Sáng trong thời điểm hiện tại để chia sẻ hình ảnh này đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Bây giờ thì chúng ta cũng đã đi vào con đường gọi là lộ mới đi vào Phong Điền. Thì thực sự nó là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài dẫn vào trong Phong Điền luôn đó cô chú anh chị và các bạn. Con đường đi vào Phong Điền thì rất là đẹp và rất là nên thơ luôn. Hai bên thì cây cối um tùm. Và bây giờ thì chúng ta đang chạy qua nơi đây là khu tái định cư Phong Điền. Công trình này vẫn đang làm, và mình thấy là từ năm mà mình mới đi vào lộ mới Phong Điền lần đầu tiên, cách đây là khoảng hơn một năm rồi, cho đến bây giờ thì hiện tại vẫn chưa hoàn thành nha cô chú anh chị và các bạn. Nhìn thấy rất là nhiều những đồ vật của công trình vẫn còn để đó. Phía trước xa xa thì mình đã nhìn thấy nơi ngã ba để mình có thể quẹo vào quốc lộ 61C thông qua cầu Vàm Sáng nha. Tới đây thì mình ngừng đèn đỏ một xíu, chút nữa thì Tâm cũng sẽ quẹo tay trái để mình đi lên hướng cầu Vàm Sáng để quay chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn về con đường này nha. Bây giờ thì đèn đã xanh rồi, và Tâm cũng sẽ quẹo tay trái từ từ thôi nha mọi người. Mình quẹo lên đây thì Tâm cũng sẽ quay để cô chú anh chị và các bạn xem, với công trình có mức đầu tư là 450 tỷ đồng thì hiện tại ra sao, và con đường này sẽ có những điều gì đặc biệt thì Tâm cũng sẽ chia sẻ dần dần khi mà mình đi lên cầu luôn nha. Cầu Vàm Sáng thì cũng vừa mới được thông xe cách đây không lâu, và trước đó thì năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Vàm Sáng và đường nối từ cầu Vàm Sáng đến quốc lộ 61C cũng thuộc huyện Phong Điền với tổng mức đầu tư là gần 450 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, và cầu cách phà Vàm Sáng hiện hữu khoảng 75m về phía xã Mỹ Khánh, và điểm cuối là trên quốc lộ 61C. Tổng chiều dài tuyến là gần 3,3 km, gồm 3 nhánh, và trong đó nhánh chính dài hơn 2,4 km. Từ nút giao thông đường Nguyễn Văn Cừ nối dài vượt qua sông Cần Thơ nối vào quốc lộ 61C. Bây giờ mình đang chạy ngang đây là nhà người ta dựng lên để làm lễ khánh thành cầu Vàm Sáng thông xe ha cô chú anh chị và các bạn. Thì trên con đường nối giữa quốc lộ 61C và đường Nguyễn Văn Cừ thì mình sẽ đi qua là ba cây cầu, và cầu Vàm Sáng là cây cầu đầu tiên mà mình đi từ hướng Nguyễn Văn Cừ qua. Mình sẽ đi qua cầu đầu tiên là cầu Vàm Sáng, và cây cầu thứ hai chính là cây cầu mà mình đang chạy lên đây là cầu Xà No Cạn. Thì cái cầu này có chiều dài thì ngắn hơn, và bề mặt rộng của cầu là 12m. Tương tự như vậy thì cầu Hòa Hảo là cây cầu thứ ba chúng ta sẽ chạy ngang qua trên con đường nối với quốc lộ 61C và Nguyễn Văn Cừ, cũng có bề mặt rộng là 12m. Trong khi đó thì cầu Vàm Sáng có bề mặt cầu rộng là 14m, là rộng nhất trong ba cây cầu. Và trên tuyến đường nối từ 61C đến Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta cũng sẽ đi qua ba cây cầu, đó là cầu Vàm Sáng, cầu Xà No Cạn, cầu Hòa Hảo và ba cống ngang đường. Bây giờ thì mình cũng đã đi qua hai cây cầu rồi, tiếp tục thì Tâm cũng sẽ chạy đến cây cầu thứ ba để mình chạy hết đoạn đường nối đến quốc lộ 61C luôn nha cả nhà. Nhưng
Như chúng ta thấy thì khoảng cách giữa cầu Vàm Sáng và cầu Sà No Cạn sẽ gần hơn khoảng cách giữa cầu Sà No Cạn và cầu Hòa Hảo ha. Mình chạy nãy giờ thì vẫn chưa đến cầu Hòa Hảo. Và Tâm Tâm để ý thấy là hai bên đường thì những vườn trái cây đang cho trái, sai trái rất là đẹp luôn. Đặc biệt đó là cây dâu. Nhưng mà không biết cô chú anh chị và các bạn có thấy rõ hay không, tại vì nó hơi nhỏ đó, cây cối vào đây thì nó hơi nhỏ. Và bây giờ thì mình đang chạy lên trên cây cầu Hòa Hảo. Có bề mặt rộng của cầu là 12m và cũng khá là nhỏ. Không khá là ngắn, cây cầu này thì nó tương tự với cầu Sà No Cạn. Trong ba cây cầu thì cầu Vàm Sáng là dài nhất. Đây cả nhà thấy phía bên tay phải của chúng ta hay không? Có những cây dâu đang cho trái nhìn rất là đẹp luôn. Mình cũng không biết là cả nhà có nhìn thấy hay không nữa, nhưng mà buổi sáng nay thì khi mà Tâm đi á, nhìn thấy rất là thích luôn. Cần Thơ mình đang vào mùa dâu rồi, thì cô chú anh chị và các bạn nào có xem video về những vườn trái cây thì hãy vào kênh của Tâm Tâm để xem nha, tại vì kênh của mình cũng có những video về vườn trái cây, review những vườn trái cây chất lượng ở Cần Thơ đó, thì giới thiệu chút xíu thôi nha. Còn bây giờ thì mình cũng đã chạy tới điểm cuối. Nếu bây giờ mà chúng ta chạy thẳng vào quẹo lên hướng phía bên tay trái thì mình sẽ về ngược lại Cần Thơ. Còn nếu mà mình chạy quẹo bên tay phải thì chúng ta sẽ đi lên Vị Thanh. Và nhưng mà hôm nay thì Tâm không có đi lên Vị Thanh mà Tâm cũng sẽ quay ngược lại con đường lúc nãy để cô chú anh chị và các bạn nhìn lại một lần nữa một công trình mới của Cần Thơ, một điểm giao thông mới góp phần cho thành phố Cần Thơ cũng như huyện Phong Điền hoàn chỉnh một phần kết cấu hạ tầng giao thông. Và khi cầu Vàm Sáng này được thông xe rồi, tức là hiện tại đó, thì cây cầu này sẽ giúp cho người dân xã Nhân Nghĩa phát triển kinh tế xã hội và thuận tiện hơn cho việc đi lại của người dân qua lại con sông Cần Thơ này. Và cầu Vàm Sáng thì được thi công vào tháng 4 năm 2020 thì bắt đầu chính thức thi công. Và trong vòng cho đến hiện tại là năm 2022, cũng vào tháng 4 thì cầu Vàm Sáng đã được thông xe. Và không biết cô chú anh chị và các bạn có để ý thấy hay không, vào video trước mình đi trên đường 923, video mà Tâm Tâm đi vào vườn trái cây Vàm Sáng, thì mình cũng có chạy ngang cây cầu Vàm Sáng này đó, nhưng mà là mình chạy ở phía dưới đường tỉnh 923, thì nhìn lên trên sẽ thấy cây cầu Vàm Sáng này rất là đẹp luôn. Còn hiện tại thì mình chạy phía trên cây cầu này bắc ngang qua, cho nên là chúng ta nhìn kỹ xuống dưới một chút xíu là mình cũng sẽ thấy được đường 923 luôn. Bây giờ Tâm đang chạy ngược lại nè. Và chút xíu nữa thì mình thử nhìn xem ở phía trên cầu Vàm Sáng nhìn xuống thì có thấy được đường tỉnh 923 hay không nha, cô chú anh chị và các bạn. Tới đây nếu như mà mình không đi thẳng mà mình quẹo qua hướng ở phía bên tay trái thì mình sẽ đi vào đường tỉnh 922 nha. Và Tâm cũng chưa khám phá là đường đó sẽ đi ra những cái địa điểm nào nữa. Hôm nào thì mình có dịp thì Tâm cũng sẽ khám phá và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn luôn. Bây giờ mình lại chạy lên trên cầu Vàm Sáng và một lần nữa Tâm và cô chú anh chị và các bạn mình cùng để ý xem là nhìn xuống thì sẽ thấy được đường tỉnh 923 hay không nha. Nhìn xuống ở phía xa xa thì cũng có thể là mình sẽ nhìn thấy đó, nhưng mà nắng hơi chói và mình nhìn thấy rõ nhất là con sông Cần Thơ, rất là nên thơ của Cần Thơ, một câu mà có tới 3 chữ thơ luôn. Nhưng mà cả nhà có nhớ là lúc nãy ở đoạn đầu video á, thì bà mẹ quê cũng đã có quay cho cô chú anh chị và các bạn xem ở phía bên này rồi ha, khúc đó thì chắc là dễ thấy hơn đó, cả nhà có thể tua lại để xem nha. Bây giờ thì Tâm Tâm cũng đã đi hết một vòng cầu Vàm Sáng và mình chia sẻ cụ thể về cây cầu này rồi. Thì bây giờ Tâm xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Cả nhà nhớ bấm like, share, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm nha. Bye bye.